Xin chào mọi người, mình là Nhật Anh. Sau đây là những cái bài tập mà liên quan về talking để giúp cho mọi người có thể talk thoải mái ở nhà. Ok, hãy cùng khởi động nhé. Trước tiên thì mọi người để tay trước ngực. Sau đó mọi người hạ mông xuống, giữ thẳng đầu gối. Ok, vị dáng này mọi người phải làm rất là kỹ, tại vì nó giúp cho mọi người có một bộ mông rất là săn chắc. Rồi mọi người đứng lên, hạ xuống và tiếp tục làm như vậy khoảng 10 lần. Ok, xuống xuống xuống. Ok, xong rồi. Okay.